Được coi là miền đất hứa, mỗi năm Canada thu hút hàng ngàn người Việt Nam tìm kiếm cơ hội nhập cư vào nước này. Tuy nhiên, trong hành trình này, không ít trường hợp đã bị lừa đảo hàng chục ngàn đô la bởi các cá nhân, tổ chức tư vấn mà. Theo luật di trú, chỉ những luật sư và thành viên của Hiệp hội Giám sát và Hỗ trợ Di trú thuộc Chính phủ Canada, gọi tắt là ICCRC, có giấy phép hành nghề chuyên nghiệp mới có thẩm quyền tư vấn đại diện hồ sơ và thay mặt khách hàng liên hệ sở di trú để giải quyết những vấn đề xảy ra trong suốt quá trình xét duyệt hồ sơ. Với trên 15 năm kinh nghiệm, Aline Xuân Uy Nguyễn, thành viên của ICCRC, đã thành công trong việc hỗ trợ hàng chục ngàn trường hợp định cư thành công tại Canada. Chào các bạn, trở lại với chương trình Coming to Canada. Mình là Xuân Uyên, thành viên Hiệp hội Giám sát và Hỗ trợ Di trú Canada, member of ICCRC. Chương trình Coming to Canada được phát sóng vào mỗi thứ ba hàng tuần trên Culture Channel, được thực hiện bởi tờ Nguyệt Sang Màu duy nhất của người Việt song ngữ tại Canada. Hôm nay để Uyên nói thêm một cái diện định cư khác cho các du học sinh của mình tại Canada nha. Tại vì có mấy em email cho chị, cái làm chị mới nhớ tới cái diện này. Đó là cái diện mà sinh viên xin được đề cử vào tỉnh bang Ontario sau khi học xong bằng master của mình tại Canada. Đây là cái diện Ontario Nominees Program dành cho học sinh đã tốt nghiệp cái bằng master degree tại tỉnh bang Ontario nha. Đầu tiên á là cái điều kiện nó như thế này. Đây, và thứ nhất là nhấn mạnh nha. Đây là dành cho sinh viên học master degree tốt nghiệp tại tỉnh bang Ontario mà thôi, tất cả những tỉnh bang khác là không được nha. Điều kiện đầu tiên là gì? Cái master degree đó phải là cái bằng cấp ít nhất 1 năm được cấp bởi một trong những cái trường mà được chấp nhận tại Canada. Điều kiện thứ hai đó là cái điểm IELTS của các em phải từ 7 chấm trở lên. Tại vì master mà, master degree là phải hơn 6 chấm rồi, phải từ 7 chấm trở lên. Thứ ba là mình đã sống ít nhất 1 năm tại tỉnh bang Ontario một cách hợp pháp trong vòng 2 năm vừa qua. Có nghĩa là tất cả những cái em mà học master degree ở đây thì chắc chắn các em sẽ học cái chương trình từ 1 năm cho đến 2 năm trở lên, cho nên chắc chắn là em sẽ phù hợp với cái điều kiện này. Có nghĩa là các em đã phải sống ít nhất 1 năm tại tỉnh bang này ha, cho nên cái điều kiện này thì Yên không có sợ. Điều kiện thứ tư, mình phải có đủ tiền để mà hỗ trợ cho bản thân mình trong cái thời gian mà mình nộp đơn để mà xin định cư dưới cái diện này. Và tiền cũng không có nhiều lắm đâu, cái đó Yên cũng không có lo. Điều kiện thứ năm là mình phải có cái intention để sống tại tỉnh bang Ontario sau khi mình có PR. Có nghĩa là mình phải có ý định nghiêm túc là sau khi người ta cho mình cái thân phận thường trú nhân, mình bắt buộc phải sống tại tỉnh bang Ontario. Có nghĩa là các em mà đang sống ở tỉnh bang khác đó, mà nói là sẽ có intern sống trên Ontario thì người ta sẽ không chịu đâu. Cái diện này nó khác với cái diện international student. Cái diện master degree student này á, nếu như mà tụi em sống ở tỉnh bang khác mà tụi em apply tỉnh bang này là nó sẽ không chịu nha. Điều kiện thứ 6, nếu như các em đang ở trong Canada thì các em bắt buộc phải là sống ngay cái tỉnh bang Ontario. Còn nếu như các em ở ngoài Canada thì không sao. Nếu như các em học vừa tốt nghiệp master xong em đi về Việt Nam thì em vẫn có quyền apply cho cái diện này ha. Còn nếu em đang ở trong Canada thì các em bắt buộc phải đang sống ở tỉnh bang Ontario thì mới được nha. Điều kiện thứ 7 là mình phải duy trì cái danh phận hợp pháp của mình trong suốt cái quá trình mà mình nộp hồ sơ. Vì lý do gì đó mà cái study permit của mình chắc chắn là sẽ hết hạn sau 2 năm sau khi mình học xong, thì mình phải nói cái người đại diện hồ sơ của mình xin cho mình một cái thân phận tạm thời hợp pháp liền. Hoặc là nếu mình có work permit thì đó cũng là một cái thân phận hợp pháp của mình. Lúc nào cũng phải có thân phận hợp pháp, nếu như không có là cái hồ sơ của mình sẽ bị từ chối nha. Và lúc đó là sẽ gỡ không có kịp. Thứ 8
cái điều này cũng rất là quan trọng nè, là trong vòng 2 cái năm mà mình tốt nghiệp là mình phải apply. Uyên lấy ví dụ như các em nào mà tốt nghiệp tháng 4 năm 2021 thì cho đến tháng 4 năm 23, trước cái tháng 4 năm 23 là em phải nộp định cư cho hồ sơ này, nộp vô trước cái ngày khóa sổ lại của nó. Nếu như không á, là các em cũng sẽ bị từ chối. Khi mà lố ra khỏi cái 2 năm đó thì tự động sẽ bất hợp lệ nha. Chị tóm lại một chút xíu nè, tất cả các em sinh viên nào tốt nghiệp bằng Master Degree tại tỉnh bang Ontario, cái bằng có cái chiều dài từ 1 năm trở lên, không cần biết là các em đang ở Canada hay là bên ngoài Canada hay là đang ở Việt Nam học xong rồi đi về, nếu như các em còn trong thời hạn 2 năm đó thì các em có quyền apply cho cái diện Ontario Nomination dành cho Master Degree Graduated Student nha. Cho nên em nào học xong Master đi về Việt Nam rồi mà đã từng sống ở Ontario ở đây, em đã từng sống ở Ontario trong lúc em học ở đây ha, và bây giờ em đang ở ngoài Canada và đủ những cái điều kiện chú Yên vừa mới nói, thì mau mau apply trước khi cái thời hạn 2 năm đó nó qua đi nha em nhé. Cho nên những cái quan trọng là, chị lặp lại nha, cái Master Degree phải từ 1 năm trở lên nè, IELTS 7 chấm nè, sống ở trong tỉnh bang Ontario ít nhất là 1 năm trong vòng 2 năm vừa qua ha, có một ít tiền dành dụm để mà hỗ trợ mình trong lúc mình chờ hồ sơ nè, có ý định sống trong tỉnh bang Ontario ha, có nghĩa là phải đang sống ở trong Ontario hoặc là đang bên ngoài Canada nha, những người em ở tỉnh khác là sẽ không chịu, hay apply trong vòng 2 cái năm mà mình tốt nghiệp, quá 2 năm là không được nha. Rồi, chúc các em may mắn, và tất cả những em nào đang học cái Master Degree thì chú ý cái vấn đề này. Còn những em nào đang chuẩn bị đi du học và muốn học ngành Master đó thì cũng có thể đăng ký ở tỉnh bang Ontario này. Ít nhất ở thời điểm hiện tại nó vẫn còn cái chương trình này, còn tương lai chị không biết, nhưng bây giờ là chị đang nói những cái luật hiện tại nha. Rồi, cảm ơn các em, chúc các em may mắn. Đây mở ra thêm một cái con đường cho các em du học sinh mà có bằng đại học rồi, sau đại học và tiếng Anh khá. Nếu như tiếng Anh của tụi em trên 6 chấm rồi thì tụi em nên apply đi học Master, nếu đó là cái xu hướng, cái ý định của mình nha, chứ không phải ai cũng nhà du học Master. Ok rồi, cảm ơn các em, hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau.